Xin chào các bác. Đây là mô hình nuôi cô gái sinh sản của nhà mình. Đôi này là đang chuẩn bị đẻ nha các bác. Con trống đang ngày thúc. Phía trên có cái cây rất mát. Một con nó mổ rồi. Xin chào các bác nha, các bác vui lòng đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Xin chào.